Rồi, trại cô gái Bình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương xin mến chào anh em đam mê cô gái. Thì hiện tại em đang đứng ở cổng khu công nghiệp Việt Hương ở Thuận An nha. Đây là xe Liên Hưng nè. Xe đi về Khánh Hòa. Bây giờ đang chờ gửi hai cặp trắng này cho anh Bảo ở Tân Hiệp Kiên Giang. Đó. Thì điện thoại em cũng gần hết pin rồi nên là nãy cũng quay chim gửi cho ảnh rồi. Nói mỗi lần em gửi chim thì em đều quay đồ số điện thoại đồ của anh em gửi nhận chim đàng hoàng hết đó, và quay chim gửi cho anh em tình trạng này kia em bảo hành 100% sống cho tới tay anh em thì nên anh em yên tâm ha. Trời ơi, nếu mà anh em không không tin thì anh em có thể gọi mấy cái coi mấy cái clip trước anh em hỏi phải là gửi có đúng chim hoặc là có vấn đề gì này kia anh em mình cứ hỏi thoải mái, tại vì em thật thì em bán thì em cũng đặt uy tín lên hàng đầu chứ đó, màu trắng chứ cũng không phải đi cái nghề chính của em nên là làm kiếm thêm thì đâm ra thì nó cũng phải là một sự uy tín để kéo dài cái kéo dài sự đam mê của mình chứ thật sự là làm thì cũng có thêm thu nhập, nhưng mà mình làm sao mà vừa làm nghề chính vừa làm nghề phụ, nhưng mà cái nghề này thì nó chiếm là nhiều thời gian. Buổi tối nhiều khi như bây giờ thì nếu mà ai không có việc gì thì người ta đi chơi hay là ta làm này làm kia, còn mình thì tranh thủ đi gửi chim kiếm thêm vài đồng thôi. Thật sự bán hai cặp trắng này từ hết chi phí ra rồi công đi gửi chắc lời cỡ được 150, hai cặp trắng ha, bán có 400.000 một cặp, hai cặp 800, chứ anh em đi lấy của anh em mấy trăm ngàn để làm gì đâu. Thật sự thì em nói với anh trai nó giờ anh trai này cũng sợ em lừa thì cũng nói gửi chim lên xe đi rồi chuyển khoản, hoặc là chuyển khoản nữa đi rồi xuống nhận chim đi rồi chuyển còn nữa còn lại. Thì em nói thật anh em mua rồi vui lòng chuyển khoản em đầy đủ này, em gửi thì em cũng quay chim đàng hoàng rồi này kia cho anh em hết rồi, nhưng còn hết nước hết cái, gọi là hết nước hết cái này chứ còn còn nếu có vấn đề gì xảy ra trong quá trình vận chuyển thì em đều bảo hành hết cho anh em ha. Có thể là anh em bắt em bù, hoặc là em bù cặp khác, hoặc là em bắt thì em gửi cho anh em cặp khác với giá trị nửa tiền thôi chứ cũng không có bán giá cao đâu. Bây giờ em đang hướng bên đây là hướng về các tỉnh miền Tây nè, còn hướng bên kia là các tỉnh Tây Nguyên, nó đang chờ xe Văn Sâm để gửi đó. Còn anh em cứ mua chim anh em thì cứ chắc uy tín coi mấy cái clip ở trước á là em gửi cho ai thì thử cứ gọi hỏi người trước là đấy, chứ còn em bán buôn là phương châm là cởi mở, không có giấu giếm điều gì hết đó. Anh em thấy được thì vui lòng gọi mua, còn không thôi thà khúc đầu vô thấy hợp là lụm luôn, còn không thôi chứ cũng không có dây dưa. Nhiều khi em nói có mấy trăm ngàn mà anh em hỏi cho đã, tới hồi cái chuyện giao dịch thì anh em hỏi tới chuyển khoản hả, cái anh em không có số tài khoản hoặc này kia thì nó cũng hơi rối, rồi cuối cùng cũng không có đi về đâu hết. Mà hồi buổi bây giờ công nghệ 4.0 rồi, mình không chuyển khoản được thì mình ra ngay chuyển rút tiền, người ta chuyển cái phát màu 500 triệu lấy chừng 10 15 ngàn chứ để hỏi đã xong rồi đến hồi vấn đề phát sinh ra chuyển khoản anh em không chuyển khoản được thì nó cũng phiền, mất lòng hai bên hết, em mất thời gian hai bên chứ mới mất lòng gì hết. Nên là anh em xem clip thì thấy mới mua chim thì thấy cách giao dịch bên em thì được thì mình xúc tiến thương mại thôi, còn phương châm thì nếu mà đi ship thì em tới tay em nhận tiền, còn không thì em gửi xe thì cứ chuyển đủ em gửi chim rồi sau đó thì em bảo hành các cái chi phí phát sinh sau này ha, như lên xe về nhà mới không vấn đề gì. Nhưng mà anh em mới chăm con chim với sự đam mê và trách nhiệm nha, chứ không phải về quăng thí bỏ số đó rồi này kia bắt em bảo hành thì cái đó mình thực sự thì cũng nên xem xét lại thôi ha. Rồi còn nợ đơn của một anh ở Ninh Sơn, ở Ninh Thuận nó cũng chưa trả được thì chắc ngày mai em trả, tại bữa nay cũng đi gần chục đơn rồi, em chở cũng tùm lum hết, quá là nhiều. Thôi nãy giờ nói liên thuyên thì chúc anh em buổi tối vui vẻ nha, chuẩn bị xe tới thì em quay luôn cho anh em coi ha. Rồi lên xe rồi nha anh em, xe Văn Sâm nha.
Đó, nên anh em thấy không? Nhiều khi uy tín này mà anh em cứ sợ em vậy không à. Chết em luôn. Rồi chúc anh em buổi tối vui vẻ nha. Hẹn em ở clip tiếp theo. Bye bye.